Ta lại mong muốn có một cảm giác được chở che khi lạc lõng giữa một thế giới đông đúc và phức tạp. Có ai đó cạnh bên, nắm chặt bàn tay, nhìn mình và khẽ nói: "Sẽ ổn thôi, đừng lo." Đó là cảm giác thật sự ấm áp và bình yên. Chép đề làm bài kiểm tra 15 phút. Vậy không? Có vậy không? Có hỏi chị. Mau học bài chưa? Đừng để bị phạt giống hôm bữa nha. Yên tâm, hôm nay học bài kỹ lắm. Tên ông á. Ê, Linh, mà học bài chưa vậy? Học rồi, tôi học thoại hơi bị siêu, nhầm nhò với ba cái bài thuộc lòng này. Ha, thường thường tôi thấy á, mấy cái kịch bản phim trường dài lắm, mà bà cũng học thuộc nữa. Chép bài bằng tay chứ không có chép bằng miệng. Bắt đầu tính giờ. Gia Linh. Dạ. Đang cầm gì đó? Cái này. Đem lên đây. Lẹ. Đây thầy. Trong tiết kiểm tra của tôi mà dám lật tài liệu hả? Không phải của em. Không phải của em. Ai mà lúc bắt tài liệu cũng là không phải của em, phải của em, nhưng cuối cùng là em xin lỗi thầy đó. Dạ, không phải của em thầy. Vậy là của ai? Tờ giấy này của ai? Sao? Dạ thưa thầy, cái này không phải của em. Em không làm cái này. Trong lớp này có đứa ném qua cho em mà không dám nhận. Thôi được rồi, tôi sẽ điều tra cái chuyện này. Còn riêng em, xuống lấy bài nộp đây. Bước xuống dòng phòng khoa đợi tôi, gọi ba mẹ lên gặp tôi. Dạ, xuống phòng khoa em sẽ xuống, nhưng mà gọi ba má em không gọi đâu. Có gì thầy nói chuyện với quản lý của em nha. Cái gì vậy? Tôi muốn gặp ba mẹ em để nói chuyện, chứ không có muốn gặp quản lý. Ở đây là cái trường học, chứ không phải cái showbiz. Dạ, đối với em á, showbiz hay là trường học thì cũng vậy thôi thầy. Căn bản là em bị hại, cho nên thầy cứ nói chuyện với quản lý của em đi. Thôi được rồi, nếu mà em nói chuyện kiểu đó đó thì khỏi còn học tiếp của tôi nữa. Bước xuống, lấy cặp xuống văn phòng khoa ngồi. Nhưng vẫn mời phụ huynh về cho tôi. Dạ là của em.
là chuyện gì nữa? Hải. Dạ. Những cái hành động của em làm có xứng đáng danh hiệu học sinh giỏi của em không Hải? Tôi sẽ gọi điện thoại nói chuyện riêng với ba em và sẽ có hình phạt thích đáng dành cho em. Thầy, cho em xin lỗi mà thầy. Ủa? Sao bà lại ở đây? Học sinh ngoan ở đây, học sinh hư làm sao vô tiết được? Sai lắm. Học sinh ngoan gì chứ? Sao? Tính cúp tiết à? Thật ra bình thường á, tôi là học sinh ngoan quen rồi. Hôm nay tôi thử làm học sinh hư coi sao. Xin lỗi. Xin lỗi gì chứ? Thôi không bị thầy la quá trời luôn. Đâu sao đâu, tôi ổn mà. Thiệt ra tôi chỉ lo cho ông thôi, sợ tài hạnh kiểm của ông á. Như vậy bất công với ông lắm. Tôi quyết định rồi, tôi sẽ nói với thầy cái phao đó là của tôi. Thôi, một người nhận được rồi. Bà yên tâm đi, tôi ổn mà. Thật ra thầy là chú họ của tôi, cùng lắm á thì thầy chắc chỉ mét ba tôi thôi. Bà yên tâm đi, ba tôi hiền lắm. Còn bà là diễn viên nổi tiếng, lỡ có gì bị bóc phốt up lên Facebook phiền bà lắm. Sao tự nhiên tốt với tôi vậy? Thì tôi đã nói, tụi mình là bạn mà, bạn bè phải giúp đỡ nhau chứ. Nam Thanh ơi, vô gắn biết diễn viên giùm em. Lên đây, cái gọi điện thoại cho em nè. Ai vậy? Anh không biết nữa. Thôi được rồi chị. Ok. Alo, Linh hả? Alo, có chuyện gì không? Tôi định tôi rủ bà đi ăn vặt á mà. Ăn cái gì? Tôi định rủ bà đi ăn cá viên chiên, uống trà sữa. Cá viên chiên, trà sữa hả? Tôi cũng thích á. Bà có đang bận không? Hay là có đang quay phim không vậy? Đâu có, đâu quay gì đâu. Đang ở nhà. Tôi đang dọn dẹp, dở tay á mà. Rồi sao? Khi nào đi được đây? Vậy thôi nha, tí nữa gặp. Ok. Anh Hiếu trợ lý đạo diễn ơi, em nhờ với anh Hiếu. Rồi anh nghe, sao em có chuyện gì gấp vậy anh ơi? Tự nhiên có một cơn gió thoáng qua làm em đau đầu quá. Mấy anh xin chỉ lúc cho em quay trước á mấy phân đoạn nhỏ, em về sớm em nghỉ nha, tại em mệt quá. Rồi mai em quay bù khuya cũng được nha, giúp em nha. Em muốn quay trước luôn nha, để anh nói với chị lúc. Nhưng mà trong kịch bản á, không có đoạn là ăn cá viên chiên với trà sữa.
đỡ đọc lộn thoại nha. Cảm ơn em. Anh Âm Thanh, sao anh không tắm hết cho em? Chị Lúc, chị nghe em nói mà đúng không? Mà thiệt là em mệt thiệt á. Ý xì trúng gió vậy chị. Không mấy chị cho em quay trước em về sớm nha. Ngày mai em quay bù nha chị, em mệt quá. Ôi. Trời, tôi tưởng tôi tới trễ chứ. Ai về mà còn tới trễ hơn tôi hả? Hả? Đâu? Có chút xíu à, đâu sao đâu. Ủa, bộ bà sợ paparazzi hay là gì vậy? Nè, tôi nói nha, ở Việt Nam không có thịnh mấy cái này đâu. Bà đâu có phải là diễn viên quá nổi tiếng đâu. Bà yên tâm đi, không sao đó. Tôi á là tôi chỉ sợ nắng với bụi thôi. Ủa khoan, nhà bà ở bên quận 7 mà, sao bà kêu tôi qua quận 2 rước bà? Nà bà đi quay hả? Ờ, đâu, đâu có đi quay đâu. À, chị quản lý nó tôi qua có chút chuyện mà. Thôi bỏ chuyện đó đi, giờ đi đâu nè? Đi đi rồi biết. I'm still loving you, missing you always, missing you có định luật nào? Lý giải ngày tháng ta gặp nhau trong cơn mưa ngâu, độ hôm sau ta đã thuộc về nhau, bước qua từng ngày mưa anh mới yêu thêm từng ngày nắng, chỉ cần là em là anh vượt qua mọi khó khăn. Girl, can you feel it, AD, talk about it. Và những tháng ấy đó cứ thế lặng lại đi qua, đừng cho anh nỗi đau dày vò, một nỗi nhớ thôi chỉ là mùi hương tông em còn vương nơi này. Ngẩn ngơ câu thơ chưa tình vơi đầy vì bên anh, khi đang thang cùng anh với những tiếng yêu còn chưa nói, khi cơn mưa này qua còn chuyện anh dương khi vượt tối. Đợi em đi qua tới đêm, thế là đêm nay anh lại nhớ về. Em có nghe thấy biết bao nhiêu tình yêu anh gửi vào lời hát, chỉ vu vơ hát ca về tình yêu anh vẫn lặng thinh mấy lâu này, chỉ mong một ngày em sẽ biết tới. Anh vẫn đang chờ em, chờ mong tiếng nói yêu thương qua ngày đêm, chờ khi em biết anh yêu em như thế nào, yêu thương trong anh vẫn ước ao một ngày mai em bước tới. Và nếu em cảm ơn gì chứ? Lần đầu tiên tôi đi xe máy mà vui như vậy á. À, chắc bình thường bà đi xe hơi không đúng không? Ờ, thì đa số là như vậy. Tại đi quay phim, đi event rồi đó. Đi xe máy khó khăn lắm. Tôi thấy làm người nổi tiếng có gì sướng đâu. Sao ông nói vậy? Tôi thấy mất tự do thấy mồ luôn. Làm cái gì á cũng phải ngó trước, ngó sau. Tôi mà như bà á, cái tôi chịu không nổi đâu. Có gì đâu mà chịu không nổi. Nếu ông là tôi á thì ông cũng sẽ quen dần với mấy chuyện đó thôi, dù là ông có muốn hay không. À, bà cho tôi hỏi bà câu cuối nha. Hỏi nhiều vậy? Một câu cuối thôi. Ờ. Tại sao bà thích làm diễn viên vậy? À, thôi, bà muốn chạy xe máy không? Để tôi tập cho bà nha. Ông giỡn mặt với tôi á hả? Chân tôi vậy, sao chạy mô tô? Tôi quên. Giờ thôi tôi tập bà chạy xe đạp nha. Tôi biết chạy xe đạp từ nhỏ rồi ba. Giỡn hoài. Thôi ông uống nước đi. Sao khui mà không uống? Thôi uống đi kìa. Uống đi. Ờ. Hay là... Ủa ông thích uống cái này hả?
Tôi đổi nha. Thôi, để tôi uống được rồi. Gì vậy? Đứng nửng là làm sao? Đứng nửng lên. Ủa? Sao ngồi gần hoài vậy? Duyên phận. Ê, mà là kiểm tra hôm bữa mọi người có nằm được. Bè bét hết. Trời đất ơi, tôi mệt quá, mệt luôn á. Cái vấn đề là tôi từ lầu 1 lên lầu 3 xuống lầu 1 để mua bánh cho tất cả mọi người còn bị dính mưa nữa chứ. Trời, Him ơi, Him ăn một mình luôn đi. Chúc mừng khởi, cảm ơn Him. Ủa? Chiều nay họp nhóm nhà ai? Ni An. Ni An chính xác là mấy giờ? 6 giờ. Hôm bữa Ni An nói tôi 5 rưỡi. Vậy chính xác là đây là mấy giờ? 5 giờ 45. 5 giờ 45. Ủa mình có bận gì không ta? Linh. Linh. Thôi nè, cho nè, ăn hết luôn đi. Tối nay bà rảnh không? Đi chung với nhóm tôi, đi qua nhà đi ăn học nhóm nha. Học nhóm, đi nha. Ờ. Qua học chung. Ờ, qua học cho vui. Ê, mọi người ăn đi. Wow. Cái bánh bự nhất kìa. Nè nha, ông nhìn kỹ đi. Cái này tôi chọn là loại dừa á. Nhìn đi, nhìn đi. Dừa nè. Bà ngoại của Ni An làm bánh này ngon lắm. Ừ. Bà ăn thử đi. Ừ. Ê, sao hai đứa bay tập trung chuyên môn cao quá vậy? Ủa, thì Ni An mời mà, không ăn Ni An buồn sao trời. Nè Linh, ăn đi, ngon lắm á. Nhìn nhìn cái gì? Thì nãy giờ tôi bay ăn rồi, giờ để cho Linh ăn chứ. Ăn đi, đừng có ngại, ngại là hại bao tử á. Ni An ơi, hử? Tôi thích ăn bánh bông lan phô mai cơ. Ồ, ngoài tiệm nhiều lắm anh Dũng à. Bạn không muốn ăn thì bớt ý kiến nha. Gọi gì, gọi gì? Bạn Dũng. Ê. Bạn Dũng. Eddie. 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 E-I-G-A-T. Chấm đi, Eddie. Eddie. Đọc kiểu underground hip hop rồi nè. Chất lên rồi nè. Eddie. Bỏ đi. Ê. Bỏ đi. Ông phải chỉ cho tôi phát âm đúng tên của ông chứ. Ông chỉ tôi đọc đi lẹ. Không. Mà ông khinh tôi quá vậy. Đừng khi dễ tôi vậy nha. Ê đi. Ê. Trời, bao nhiêu lâu rồi không biết không gọi được tên nhau. Bỏ em, gọi rồi. Thôi, ông chỉ tôi đọc đi. Sao mà ông khi dễ tôi quá vậy. Càng ngày càng khi dễ tôi luôn á. Mà ông khi dễ tôi thấy hẳn luôn á. Giận rồi. Ê đi à. Ê đi hả? Không. X-A-E-X-X-D. Không. A-E. Không. E-D. Bỏ đi. Chị nói sao? Cô Dung lao công nghỉ việc rồi. Cổ có nhờ chị đưa thư này cho em nè. Chắc cổ là fan ruột của em ha. Ở nhà tụi em chị cũng là fan của em đó. Đất hồi cho chị xin chữ ký nha. Dạ. Có chuyện gì vậy Linh? Mẹ tôi bỏ tôi rồi. Tôi muốn nổi tiếng là để mẹ thấy tôi khắp mọi nơi. Tôi biết mẹ ở trong này mới xin vô đây học. Tôi muốn biết mẹ tôi thấy tôi sống như thế nào. Vậy mà mẹ nỡ bỏ tôi đi rồi. Tôi phải làm sao bây giờ? Nữa.
Nín đi, đừng có khóc nữa nha. Bà làm đúng lắm. Cảm ơn bà. Cảm ơn bà vì đã gọi cho tôi. Từ nay về sau hứa, dù có gặp chuyện gì cũng phải gọi cho tôi biết chưa. Mày đi, đừng có khóc nữa. Tôi nghĩ bác làm vậy cũng vì thương bà thôi. Thương tôi hả? Thương mà đối xử với tôi như vậy hả? Uổng công tôi vô đây học, uổng công tôi cãi lời ba tôi, uổng công tôi bỏ công việc của tôi. Ông có biết tôi hy vọng rất là nhiều ông biết không? Uổng công gì chứ? Bà vô trường này bà mới được gặp tôi chứ bộ. Gặp ông thì sao? Ủa bà không thấy tôi dễ thương hả? Thấy chưa? Thấy tôi hay không? Tôi làm bà cười được lại rồi kìa. Bà thấy tôi giỏi không? Cảm ơn. Hạnh phúc nhất trong tình cảm không phải là nắm giữ được trái tim của một người nhất không rời, mà là họ luôn ở bên cạnh bạn và làm cho bạn mỉm cười. Nếu em hay, biết bao nhiêu tình yêu anh gửi vào lời hát, chỉ vu vơ hết cả về tình yêu. Ai muốn thế mấy lâu đây, chỉ mong một ngày em sẽ biết anh. Em có nghe thấy lời anh nói, biết bao nhiêu tình yêu anh gửi vào lời hát, chỉ là vu vơ kể qua. Một ngày em sẽ biết tới. Anh vẫn đang đợi. Anh yêu em. Nói tôi vậy hả? Ông giỡn mặt với tôi. Tại bà hát hay quá anh chị. Đau sao không? Ủa? Sao biết mình thích người ta? Điều đầu tiên là mình rất dễ bị đờ khi mà đối diện với người ta. Giới thiệu mọi người, bạn kế bên nhà tôi á, thân lắm. Học chung trường tụi mình luôn á, tôi đủ nó vào học chung á. Ngồi đi. Ê, ông ơi, điện thoại nè. Đâu ạ? Gì vui vậy? Thì, vẫn tạp. Có gì đâu mà cười ghê vậy.